trong cảm xúc tiêu cực, ví dụ như là hai vợ chồng mà xung đột đến một vấn đề nào đó nhé, thì các bạn có thể dùng giải pháp như sau. Là cho im lặng và xin phép sự trì hoãn để có thể nói chuyện lại được đó nhé. Phải cho im lặng và có xin phép và xin phép, có nghĩa là bà có giáo dục đấy, tránh để cái nội dung câu chuyện nó ở dạng một tăng sốc quá cao hay là bỏ lỡ. Ví dụ là sẽ có tình trạng như này, hai vợ chồng bất đồng nhau vấn đề gì đó, anh cầm một chìa khóa xe máy, cầm một cái và anh phi ra đường, có tình huống này không? Và mình đang kiểu đang hút máu á, mình đang thi cãi nhau và đang trên đường cao tốc đúng không, mình mới đang phi, tự nhiên ông cầm một chìa khóa và ông đi mất nút, thì bạn đứng ở đây cảm giác thế nào? Gì nữa ngoài việc hụt hẫng? Điên lên chứ lị. Anh chị nào? Có không ạ? Anh đỏ lại cho tôi nói chưa xong mà. Có cảm giác này không? Thế là anh đứng lại cho tôi nói tôi chưa xong mà. Tôi cấm anh đứng bước ra khỏi đường, bước ra nhà. Anh mà bước đi, từ bước ra khỏi đường. Có không? Sẽ xảy ra những tình huống và người ta bước về vẫn hào hức chờ những tình thương. Thế thì nếu như trong tình trạng đó, một người vợ hay một người chồng mà đối phương tức giận thì và mình không muốn nói chuyện nữa thì phải có một giải pháp, đó chính là giữ việc im lặng, giữ im lặng, tránh tổn thương người khác bằng những lời nói vội vã và không suy nghĩ. Nhưng mà phải đảm bảo rằng cái việc mà bạn im lặng đó nó như một cách để kiểm soát và xử lý cảm xúc của bản thân, chứ không phải giống như một sự trừng phạt gì đâu thôi. Thì chúng ta mắc phải cái lỗi này, cái lỗi này coi như sự trừng phạt, đấy là một sự trừng phạt ngấm ngầm. Tại em nói đấy, có không? Tại em không nói đấy, em thích nói chuyện gì em nói bố cái gì, có không ạ? Thế là chắc hơn không? Thế thì lúc đó chúng ta cần phải xin phép này, là ví dụ là em xin phép anh, em được ngừng nói chuyện với người, cảm xúc mà em không trả lời. Em không chắc chắn rằng cuộc nói chuyện tiếp tục thì em sẽ nói ra những lời mà không làm tổn thương đến hai chúng ta, lại là một câu chuyện. Em xin phép anh là chúng ta có thể trở lại câu chuyện vào ngày mai buổi chiều, nửa tiếng, một tiếng tùy. Đấy, có nghĩa mình phải có giới hạn đấy về thời gian xin phép nhé. Này, phải xin cho im lặng và xin phép, nhưng phải có giới hạn về thời gian để cho một lời hứa hẹn rằng chúng ta sẽ quay trở lại không? Cái này có phải các bạn dính không? Và đi luôn, xong không biết bao giờ quay trở lại nói chuyện. Và nói chuyện lần sau không xử lý được, lại đụng nhau tiếp, lại cãi nhau tiếp, có không ạ? Thế thay vì thế, mình phải xin phép đoàn hoàng để dừng. Thế, em xin phép anh, em đồng ý, em đồng ý với những lời anh nói, với ý kiến của anh, đó rất là thú vị. Nhưng với nhận thức của em ở lúc này, em chưa tiếp nhận được thông tin này được một cách rõ ràng và tốt nhất để hỗ trợ được cả hai ta tốt nhất, thì em xin phép anh chúng ta sẽ quay trở lại nói chuyện vào vấn đề này vào ngày mai hoặc một lúc khác khi em có thể hiểu được vấn đề rõ ràng được không, hoặc em bình tĩnh hơn được không, thông minh không? Và đối phương họ thấy rằng ta không đủ nhận thức để nhìn nhận vấn đề của họ, và họ thấy rằng ta đã xin phép họ rồi, xin là chó. Họ sẽ đứng ở trong trạng thái của một người anh hùng, và họ thấy mình là một con thỏ bé nhỏ bị tổn thương, cho nên tha luôn. Thì họ bảo ok, thế thì chúng ta sẽ có chuyện hợp tác, mặc dù người ta không thể thoải mái lắm. Có những người tiếp tục đề nghị thì mình lại phải xin phép chân thành, vì lúc này em không đủ thông minh, không đủ bình tĩnh để có thể nhìn nhận vấn đề này và cảm xúc em không tốt, em xin phép anh được không? Nhưng xin phép đừng có kiểu thái độ là theo kiểu như này: em xin phép anh, lúc khác chúng ta nói chuyện, lúc này em đéo lấy được. Có các bạn có thể cũng lịch sự xin phép em éo thích nói chuyện không ạ? Nói chuyện ngàn cua có các bạn, cô đang sử dụng ngôn ngữ đời thường đúng không? Lúc điên lên là éo bên đéo bên lắp các thể loại, thế thì lại cãi nhau thì éo mày bảo éo nha đúng không? Người ta đang xử một vấn đề ạ, mình lại
thêm cho một vấn đề b đấy là lại cộng dồn. Thế em ăn nói kiểu gì đấy hả? Em ăn nói thế mà nói được ạ? Bây giờ mình nói thế nào với ai không biết có không? Không biết là mình nói câu gì ra. Cho nên trần thành và xin phép